Chào mừng các em đến với kênh Hề Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em toán lớp 8 sẽ kết nối tri thức cuộc sống. Cho nên xem bài giảng Hề Liêm cam kết giới thiệu. Các em sẽ phấn khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 19 biểu diễn dữ liệu bằng bảng biểu đồ. Tiết số 2 trang 97-98. Trước hết mình sẽ làm phần bài tập câu 5.4. Biểu đồ hình 5.6 biểu diễn số lượng của các bạn lớp 8A tham gia các câu lạc bộ. Câu A cho biết đây là biểu đồ gì và mỗi biểu tượng tương ứng với bao nhiêu sinh. Mình sẽ quan sát hình 5.6 như là mỗi biểu tượng ứng với ba học sinh. Đây là biểu đồ chưa? Sử dụng các hình để đại diện cho các số, đúng không? Như vậy đây là biểu đồ chưa? Mỗi biểu tượng tương ứng với ba học sinh. Câu B mình sẽ làm bảng thống kê quẻ biểu đồ cột biểu diễn dữ liệu này. Như vậy câu 5.4 các em sẽ làm như sao? Như vậy câu A các em trả lời là biểu đồ đã cho là biểu đồ tranh mỗi biểu tượng ứng với ba học sinh. Bạn thống kê số lượng của các bạn lớp 8A tham gia câu lạc bộ thì mình thấy là tiếng Anh có hai khuôn mặt cười. Mỗi khuôn mặt cười tương ứng ba học sinh như là 3 cộng 3 là 6. Quả thực có 3 biểu tượng, mỗi biểu tượng là 3, 3 nhân 3 là 9. Giờ ở đây là 2 nhân 3 là 6, như là nghệ thuật là 6. Như vậy tiếng Anh 6, quả thực 9 bạn và nghệ thuật sẽ là 3 bạn. Sau đó mình sẽ vẽ biểu đồ cột biểu diễn số lượng của các bạn lớp 8A tham gia câu lạc bộ. Như vậy là các em sẽ ghi câu A, sau đó các em sẽ vẽ biểu đồ nha. Giờ các em ghi xong câu A đi, thầy sẽ cho các em quan sát biểu đồ nha. Giờ biểu đồ hình cột. Như vậy ở trên mình sẽ có tiêu đề là số lượng các bạn lớp 8A gia tham gia câu lạc bộ. Câu lạc bộ gồm có tiếng Anh, võ thuật và nghệ thuật. Giờ như vậy các em sẽ chia đều ra 0, 2, 4, 6, 8, 10. Giờ tiếng Anh 6 thì cho cái cột tới vạch tới số sáng. Võ thuật 9 thì đây là 8, đây là 10 thì ở giữa sẽ là 9. Nghệ thuật 6 thì mình sẽ cho cột này kèm tới số sáng. Bên đây sẽ là số lượng học sinh, bên đây là câu lạc bộ. Giờ trả lời xong câu 5.4, các em sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Các em vẽ hình xong mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu 5.5. Bảng thống kê bên cho biết số lượng khách đánh giá chất lượng dịch vụ của một khách sạn. Mình quan sát bảng đánh giá rất tốt, tốt, trung bình, kém. Số lượng rất tốt có 5 người đánh giá tốt, rất tốt. Tốt là 20, trung bình là 10 và kém là 5. Câu A mình sẽ vẽ biểu đồ tranh và biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê chưa? Giờ như vậy mình sẽ làm câu A chứ. Trước hết mình sẽ vẽ biểu đồ tranh. Thì mình thấy số lượng này chia hết cho 5 nên mình sẽ chỉ sử dụng mỗi biểu tượng là 5. Đúng không? Như vậy con mình sẽ làm câu A, vẽ biểu đồ tranh trước. Dựa vào bảng thống kê trên ta có biểu đồ tranh, như vậy mình sẽ chia làm rất tốt, tốt, trung bình, kém. Như vậy là mình thấy là rất tốt có 5 người, mỗi biểu tượng tương ứng với 5 khách, như vậy mình sử dụng một biểu tượng mặt của mặt cười là được. Giờ tốt thì mình thấy là có 20, 20 chia 5 được 4, như vậy mình sử dụng 4 khuôn mặt cười. Được này. Giờ trung bình thì mình thấy là 10. 10 chia 5 được 2, mình sử dụng 2 khuôn mặt cười. Giờ kém có 5 thì các em sử dụng một khuôn mặt cười là được. Đúng không? Giờ các em vẽ biểu đồ xanh, biểu đồ tranh xong mình sẽ vẽ biểu đồ cột luôn. Giờ mình sẽ quan sát biểu đồ cột. Như vậy là biểu đồ cột số lượng khách đánh giá chất lượng dịch vụ của một khách sạn. Phía dưới là đánh giá, ở bên đây là số lượng. Các em sẽ chia đều ra 5, 10, 15, 20, 25. Rất tốt có 5, mình sẽ dựng cái cột tới số 5. Tốt là 20, dựng cột tới bậc 20. Trung bình là 10 và kém sẽ là 5. Các em sẽ dựng cột tới 10 và tới 5, đúng không? Sau đó các em sẽ tô màu. Giờ các em vẽ biểu đồ cột xong mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là câu B.
Cơ quan người ta hỏi là nếu muốn biểu diễn tỷ lệ khách hàng đánh giá theo các mức đánh giá trên, ta cần dùng biểu đồ nào để biểu diễn? Như mình thấy là khi người ta nói về tỷ lệ, có nghĩa là tỷ lệ phần trăm, thì mình sử dụng biểu đồ hình quạt tròn là được, đúng không? Như cơ bên em trả lời như sau: nếu muốn biểu diễn tỷ lệ khách hàng đánh giá theo các mức đánh giá trên, ta cần dùng biểu đồ hình quạt tròn. Quy biểu đồ hình quạt tròn biểu thị tỷ lệ phần trăm của cùng từng loại so với toàn thể. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ quên đến câu 5.6. Cho biểu đồ hình 5.7, hãy lập bảng thống kê biểu diễn số lượng huy chương của các loại của đoàn thể thao Mỹ. Qua biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê này, mình sẽ quan sát hình 5.7. Như vậy ở đây mình có số lượng huy chương của đoàn thể thao Mỹ và Nhật Bản. Màu xanh là của Mỹ và màu đỏ là của Nhật Bản. Huy chương gồm có vàng, bạc, đồng. Số lượng bên đây chia đều ra 0, 10, 15, 20. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Như là số huy chương vàng của Mỹ là 39, của Nhật Bản là 27. Số huy chương bạc của Mỹ là 41, của Nhật là 14. Số huy chương đồng của Mỹ sẽ là 33 và của Nhật là 17. Đúng không? Bây giờ mình sẽ làm bảng thống kê dựa vào các số liệu ở đây. Sau đó mình sẽ quẹt biểu đồ cột. Biểu đồ này gọi người ta gọi là biểu đồ cột kép, có nghĩa là hai cột dựng sát nhau gọi là cột kép. Mình sẽ dựng một cột thôi để biểu diễn đoàn thể thao Mỹ thôi. Như vậy câu này các em trả lời sao? Như vậy các em sẽ tạo bảng thống kê biểu diễn số lượng huy chương của đoàn thể thao Mỹ trước nha. Như là vàng thì mình thấy là có 39, thì mình sẽ điện đây là 39. Bạc thì mình thấy là 41 và đồng sẽ là 33. Giờ các em ghi pha bảng thống kê xong, mình sẽ xem biểu đồ cột luôn. Giờ mình sẽ quan sát biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê số lượng huy chương của các loại của đoàn thể thao Mỹ. Vàng là 39, bạc là 41 và đồng là 33. Giờ như là số lượng các loại của đoàn thể thao Mỹ, phía dưới là huy chương gồm có vàng, bạc, đồng. Ở đây là số lượng chia đều ra 0, 5, 10, 15, 20. Thì mình thấy là vàng tới 39 huy chương thì các em sẽ dựng cột tới. Ở đây là vạch 40 thì các em sẽ cho thấp xuống một chút là 39. Bạc 41, đây là 40, khi một chút nữa là 41. Đây là 35, khiêm xuống chút là 33. Vàng bạc đồng, đúng này. Giờ các em vẽ biểu đồ cột xong, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu 5.7. Bảng sao cho biết khối lượng giấy vụn của các lớp khối 8 đã thu gom được. Như mình sẽ quan sát bảng, lớp 8A là thu gom được 12,7 kg, 8B là 16,8 kg, 8C là 15,5 kg và 8D là 14,3 kg. Lựa chọn biểu đồ phù hợp biểu diễn bảng thống kê này, sau đó quẹt biểu đồ đó nhé. Như ở đây mình sử dụng biểu đồ cột luôn, đúng này. Giờ như vậy câu này các em trả lời như sau: để khối lượng giấy vụn các lớp đã thu gom được, ta biểu diễn cột. Như ở đây mình để là để biểu diễn. Để biểu diễn khối lượng giấy vụn các lớp khối 8 đã thu gom được, ta sẽ chọn biểu đồ cột. Sau đó các em sẽ vẽ biểu đồ cột như sau. Như vậy là biểu đồ cột của mình sẽ có là khối lượng giấy vụn các lớp khối 8 thu gom được. Ở phía dưới đây là lớp gồm có 8A, 8B, 8C, 8D. Giờ ở bên đây là khối lượng theo kg, chia đều ra 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Giờ như là mình thấy là 8A là 12,7 thì các em mình thấy là 12 đây, 14 đây. Các em sẽ dựng cao hơn 12 một chút.
8B sẽ là 16,8, 16 đây điểm cao thêm một chút sẽ là 16,8. Lớp star 8C là 15,5. Như ở đây mình sẽ có là gần tới số 16, đúng không? Gần tới vạch số 16. 8D là 14,3, cho hơn 14 với một chút là 14,3. Đúng không? Giờ trả lời xong câu 5.7 mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu 5.8. Bảng thống kê sao biểu diễn số huy chương vàng của hai kỳ SEA Games năm 2017 và 2019 của đoàn thể thao Việt Nam Thái Lan. Như là SEA Games 2019 thì đoàn Việt Nam được 98, còn 17 thì Việt Nam chỉ có 58. Giờ Thái Lan SEA Games 2019 là Thái Lan 92, 2017 là 72. Câu A mình sẽ vẽ biểu đồ để so sánh số huy chương của mỗi quốc gia đạt được sau hai kỳ SEA Games nha. Rồi mình sẽ làm câu A trước. Như câu A thì Kem sẽ vẽ cái biểu đồ như sau. Số huy chương của mỗi quốc gia đạt được qua hai kỳ SEA Games. SEA Games 2019, màu xanh là Việt Nam là 98, màu cam là Thái Lan 92. Còn SEA Games 2017 thì Thái Lan là 58 và Việt Nam là 58, Thái Lan là 72. Giờ ở đây mình thấy là phía dưới này là kỳ SEA Games, bên đây là số huy chương chia đều và không 20, 40. Như đây là 100 xuống một chút là 98, xuống chút nữa là 92. Đây là 60 giảm xuống chút là 58. Như là ở giữa là 70 lên một chút là 72. Đúng rồi. Giờ các em sẽ vẽ biểu đồ xong rồi sẽ làm câu B luôn. Giờ câu B thì mình sẽ câu B người ta kêu mình vẽ biểu đồ so sánh số huy chương của Việt Nam và Thái Lan cho mỗi kỳ SEA Games nhé. Như vậy các em sẽ vẽ như sau. Giờ như vậy mình sẽ vẽ là mình so sánh Việt Nam và Thái Lan. Màu xanh là của SEA Games 2019 và màu cam sẽ là của 2017. Được không? Như là ở đây sẽ có là 98 58 còn bên đây là 92 72. Đúng rồi. Số huy chương chia đều ra 0, 20, 40, 60. Giờ các em sẽ dựng cột cao tới 58, 98, 72 và 92. Đúng rồi. Giờ các em vẽ hình xong mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Thầy sẽ phóng tàu một chút cho các em dễ quan sát. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu 5.9. Câu 5.9 biểu đồ hình 5.8 cho biết tỷ lệ mỗi loại quả bán được của một cửa hàng. Giả sử cửa hàng bán được 200 kg các loại. Là bảng thống kê cho biết số lượng mỗi loại quả cửa hàng bán được. Với biểu đồ của biểu diễn bảng thống kê này. Nhưng mà sẽ quan sát bảng này thì mình thấy là có màu xanh này 20% là lê. Màu này là 30% là táo. Mà 40% là nhãn và nho sẽ là 10%. Như ở đây người ta nói là giả sử cửa hàng bán được 200, như mà sẽ tính số lê bán được thì các em lấy 200 nhân cho 20%. Giờ táo thì các em sẽ lấy 200 nhân 30%. Nhãn là lấy 200 nhân 40%, nho là 200 nhân 10%, đúng không? Thì mình sẽ được bảng thống kê. Giờ từ bảng thống kê các em sẽ tạo thành biểu đồ cột. Như câu này các em sẽ làm như sau. Như vậy là theo đề bài cửa hàng bán được 200 kg quả các loại, khi đó số quả lê cửa hàng bán được mình sẽ lấy 200 nhân cho 20%. Giờ như vậy là nhân 20% có nghĩa là nhân 20 chia 100 hoặc là các em chia 100 trước nhân 20 cũng được. 200 chia 100 là 2, 2 nhân 20 là 40. Như là 40 quả.
Rồi số quả táo thì mình sẽ lấy 200 nhân cho 30%. Giờ 200 chia 100 trước là 2, 2 nhân 30 là 60, 60 quả. Giờ nhãn. Nhãn thì mình thấy là 40%. 200 nhân 40%. Giờ như là 200 chia 100 là 2, 2 nhân 40 là 80, 80 quả. Giờ nho là có 10% thôi, 200 nhân 10%. Giờ 200 chia cho 100 là 2, 2 nhân 10 là 20 quả. Như vậy mình sẽ có bảng số liệu thống kê. Bảng thống kê số lượng mỗi quả được bán. Lê là 40 quả, táo là 60 quả, nhãn 80 quả và nho là 20 quả. Được rồi. Giờ các em quẹt bảng thống kê xong mình sẽ quẹt biểu đồ. Giờ bây giờ mình sẽ quẹt biểu đồ cột số lượng mỗi loại cửa hàng bán được. Như giờ mình sẽ có là ở đây là loại quả gồm có lê, táo, nhãn, nho. Lê là 40, táo là 60, nhãn là 80 và nho là 20. Mình cách điều ra mỗi dòng là 10, 20, 30, 40. Đúng nè. Bên đây là số lượng tính theo quả. Giờ các em sẽ dựng cột cao đến 40, 60, 80 và 20. Giờ vẽ bước đầu cột xong mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng vừa hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Vậy nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em xem nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Thầy Liêm. Hay chúc các em học tốt, tạm biệt kém nha.